Tiếp tục qua việc anh chị, 3 thế hệ ở được luôn quý vị. Anh chị đã đi xem nhà nhiều chưa? Anh chị đã xem có căn nhà nào mà có 6 cái phòng ngủ quý vị? Có phòng ngủ dưới luôn nha, công năng quá ok luôn quý vị. Có sân thượng riêng biệt luôn. Và điều đặc biệt là một cái vị trí tuyệt vời đẹp. Một cái khu dân cư đúng là không thể chê quý chị ơi. Đây, toàn nhà lầu san sát rồi quý chị thấy không? Đường này thông hai đầu nha, thông bằng cờ trong khu dân cư thành phố Thuận An, vị trí rất đẹp luôn. Nhà 2 lầu 1 trệt đáp ứng cho anh chị mình số lượng phòng ngủ nhiều. Căn này nha, 76 mét vuông là thổ cư hết quý chị nha. Căn nhà 6 phòng ngủ này bất ngờ như thế nào quý chị? 3,45 tỷ quý chị. Gặp chủ nói chuyện chính chủ, sổ tươi, sổ sắn, hỗ trợ ngân hàng cho anh chị mình luôn. Lãi suất bây giờ chỉ có 6% một năm. Mới vừa dọn vệ sinh xong còn mới con luôn quý chị nha. Đó, quý chị không? Căn này diện tích rất lớn luôn quý chị nha. 76 mét vuông, thổ cư hết và sổ hồng riêng. Tất cả bất động sản em Hải review là sổ hồng riêng hết quý chị nha. Gia chủ tặng kèm cho mình bộ bàn ghế sofa màu kem, đẹp chưa? Hai bên tường đây, gia chủ làm những cái tấm nhựa vân đá rất đẹp luôn, rất sáng luôn quý chị. Kể cả bên đây cũng vậy, mà bên đây cũng vậy luôn quý chị ơi. Bên đây có tủ kệ tivi đầy đủ nha. Căn này á là ngay giáo sư Bà Trà quý chị, 500m anh chị nha. Nhà mình là thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chỗ đây anh chị mình ra ngã tư Bình Chuẩn và ủy ban phường Bình Chuẩn 300m. Anh chị ơi, tìm là ra nha. Tủ kệ rất nhiều rồi quý chị. Đây, mấy cái tủ này có đèn luôn quý chị nha, nhìn đẹp không? Rất đẹp, buổi tối bật lên đẹp mê luôn anh chị. Cầu thang đây, kính trong suốt nha. Nhà là có 6 phòng đó quý chị. Có một phòng ngủ dưới luôn nha. Bếp ăn này quý chị, bếp trên bếp dưới đầy đủ nha. Bên đây cũng vậy đây. Đây, khá là đầu tư quý chị ơi, người ta dán hết vào trong đây luôn, sạch lắm quý chị nha, đẹp lắm quý chị nha. Phòng ngủ dưới đây, sau cái phòng ngủ dưới nhà mình sẽ thêm hai cái sân sau nữa quý chị, tha hồ giặt phơi đồ luôn. Đây, mình xem được quý chị, ở chỗ đây này quý chị, giặt phơi đồ ở chỗ này nha. Ở trên lầu cũng sẽ có một cái sân sau như thế này luôn, nhà vệ sinh mình bên đây. Trong cái khu này nếu mà diện tích 76 mét vuông này thì phải rơi vào khoảng 3,9 tỷ quý chị nhá. Nhưng mà căn này thì không, căn này chỉ có 3,45 tỷ là còn nói chuyện anh chị, sổ tươi sổ để ở nhà. Bây giờ lên lầu rồi quý chị, lầu 1 sẽ mang tới anh chị mình 3 cái phòng ngủ quý chị ơi. Phòng ngủ đầu tiên ha, à, bên đây có cái cửa ra ban công rộng rãi thoải mái quý chị nhá. Nhà mình là hướng chính đông, rất mát luôn. Anh chị nào mà đông tứ tạch là hợp. Phòng ngủ số 2. Riêng cái lầu 1 này là có 3 cái phòng quý chị nhá. Tất cả đều có cửa sổ thoáng mát quý chị ha. À, vào về luôn. Đây. Phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ số 2 quý chị. Nhà vệ sinh mình đấy, đẹp chưa? Là lavabo gương soi để ngoài nha. Cái phòng ngủ này cũng rất lớn luôn quý chị ơi. Có cửa sổ luôn quý chị nhá. Vậy là kết thúc lầu 1 3 phòng ngủ rồi. Ở phía dưới tầng trệt một cái là 4 rồi nhá. Bây giờ lên lầu 2. Mời chị, trên lầu 2 thêm 2 phòng và một sân thượng phía trước, một cái sân ở phía sau, wow kìa luôn. Căn này nói về phòng ngủ là số 1 quý chị ơi, một căn nhà mà lên tới 6 phòng mà. Tầng sau đây, đó, ở dưới tầng trệt một cái và ở trên lầu này có một cái quý chị ha. Để máy giặt cho đây ha, nhà vệ sinh mình bên đây quý chị nha. Wow kìa luôn quý chị ơi, căn nhà này là 76 mét vuông là thổ cư hết quý chị. Phương châm của em Hải là không làm mất thời gian anh chị. Thêm một phòng nữa. Cái phòng này anh chị mình làm phòng ngủ đều được, còn không thì làm phòng thờ ha. Nếu mà làm phòng thờ thì mình sẽ có 5 cái phòng ngủ, một cái phòng thờ, tổng 6 phòng. Ok chưa? Quá ok ha. Hai cái sân sau và có một cái sân thượng luôn quý chị. Một khu dân cư mà như thế này quý chị ơi. Nhà san sát mà toàn nhà lầu thôi ha. Đường này thông bằng cờ trong khu dân cư, rất đẹp luôn quý chị nha. Ngã tư Bình Chuẩn, ủy ban phường Bình Chuẩn, giáo sư Bà Trà, dưới 500m hết. Tìm là ra anh chị nha. Anh chị ơi, nếu mà anh chị thấy phù hợp vào việc ha, 3,45 tỷ là gặp chủ nói chuyện anh chị nha. Em xin cảm ơn.